Khi mà cái tình trạng như vậy nó diễn ra đó, thì nỗi bế tắc đó, trong sự truyền thông giữa cha mẹ và con cái là một thách đố lớn. Thay vì quy kết và đổ lỗi trách nhiệm cho quá khứ, thì tốt nhất đó, ta phải phân tích các nguyên nhân ở hiện tại để thấy rõ ở đây là vì chúng ta quá bận tâm đến việc làm giàu, hay là do vì công việc làm mà không thể trực tiếp nuôi nấng giáo dục cho đứa con, thì dẫn đến kết quả là nó không có lòng thương kính một tí xíu nào dành cho mình, cho nên ta dành thời gian nhiều hơn nữa cho nó với sự chăm sóc, lo lắng, theo dõi, bớt đi những cái lời la rầy, quở mắng, đánh đập, trách móc, mà thiết lập cái trạng thái cảm thông để cho nó xóa đi cái mặc cảm, cái ác cảm và thành kiến rằng cha mẹ nó không có trách nhiệm trong quá khứ. Và rồi đó, dần dà cái sự nhiệt tâm và tấm lòng cao thượng của cha mẹ sẽ làm cho đứa con này hồi đầu. Cho nên đổ lỗi cho quá khứ đó chỉ là một sự an ủi, mà việc tiếp tục như thế sẽ dẫn đến một nỗi đau vì ta không tìm cách để tháo gỡ nó ra. Trong tình huống một người chồng tức là thiếu trách nhiệm với gia đình, chỉ tìm vui và đắm nhiễm trong cái sở thích về cái không gian của cái nghiện, thì ta thấy là có thể nó có những gốc rễ của những cái khó khăn về kinh tế, có thể có sự ảnh hưởng tiêu cực của những người bạn giao du, mà thói quen của việc sử dụng rượu và bia đó như là một sự tiêu khiển. Phân tích tất cả những điều này ra thì ta sẽ có cách để khắc được nó. Hoặc nó cũng có thể có tình trạng là vợ chồng không tâm đầu ý hợp với nhau, trao đổi, giao lưu, tiếp xúc thường dẫn đến những tình trạng cãi vã, làm cho người chồng có cảm giác, đặc biệt là đối với những người có tính cách gia trưởng, rằng là họ không có thể gọi là làm chủ được vợ của mình, cho nên buồn chán quá mà tìm những không gian khác để mà tiêu khiển, cho nên đã rơi vào nghiện ngập của rượu chè. Phân tích được những cái nguyên nhân dẫn đến cái cơn nghiện rượu đó, thì ta có thể giúp cho người đó thoát khỏi ra bằng cách là thay đổi cái phong cách sống và cái mối tương quan xã hội trong gia đình. Còn nếu như trước khi đến với vợ chồng, người chồng của cô đã là người nghiện ngập rồi, thì ta biết đó, nghiện này như là một thói quen và sắp sửa nâng lên như là một cá tính, thì việc hỗ trợ giúp đỡ cho người đó thoát khỏi cơn nghiện không phải là một chuyện dễ. Vì hiện nay Việt Nam có tỷ lệ nghiện ngập về rượu ở người nam là rất cao, cho nên có nhiều người ta phải nói bằng một cái câu vui nhưng là có cái ý nghĩa biếm nhẹ, đó là đất nước Việt Nam là sống ở trong cay và đắng, hoặc là sống trong đắng và cay. Sáng thì đắng, tức là ra uống cà phê ngoài tán dốc, bàn chuyện bà tám, ông tám, mợ tám, dì tám, em tám, anh tám, xã hội tám. Còn chiều á thì là đắm nhiễm vào trong cái cay, tức là đưa rượu vào trong cơ thể hay là bia. Tất cả những cái thói quen đó nó làm cho đời sống của con người ngày càng lặn hụp trong nỗi khổ niềm đau tiếp tục. Cho nên người vợ khéo léo thì cần phải tìm sự hỗ trợ của những người thân, mà đối với người chồng đó có một cái ảnh hưởng rất quan trọng về uy tín, hỗ trợ, khích lệ, phân tích, rồi xúc tác làm sao cho người đó nhận gì cái tính cách trách nhiệm để cam kết mà từ bỏ được rượu chè. Rượu không phải là khó bỏ, ma túy còn kiêng được, rượu á nếu ta có quyết tâm ta có thể làm được. Nhưng để cho việc giải cơn sầu được có hiệu quả, không dẫn đến tình trạng là tái nghiện đó, thì ta phải biết nguyên nhân của cái sầu là ở đâu. Còn nếu ta không nắm được cái điều đó thì cái việc mà thương tưởng trong tình yêu sâu sắc nhất chỉ làm cho người chồng hứa lèo vài ba lần rồi sau đó ngựa quen đường cũ. Người ta cũng từng nói là giang sơn đổi bản tánh khó về. Nếu ai đã nâng nó lên thành là cái cá tánh của mình thì việc trị liệu là cả một thách đố. Cho nên cần đòi hỏi đến cái tính cách kiên nhẫn, thông cảm, chịu đựng và khéo léo của người vợ và những người thân thì ta mới có thể giúp cho người đó quay trở lại với cái sinh hoạt rất là bình thường. Có rất nhiều người nói buồn quá, khổ quá, uống rượu để quên sầu. Thì dân gian Phật giáo Trung Hoa có câu mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng. Nó giống như là dùng dao chặt nước, nước vẫn chảy.
Thế bởi vì rượu không phải là nguyên nhân để giải phóng cái sầu, là không phải là hỗ trợ để cái sầu nó mất đi, mà nó làm cho cái sầu càng thêm. Ta quên cái đau, cái sầu trong khoảnh khắc ngày hôm sau đó, ta là phải đối diện với nó, là bởi vì ta mất cả nửa buổi, thậm chí là 8-9 giờ để vật vã với cái cơn say. Thì việc đầu tư trách nhiệm gia đình, công ăn việc làm sẽ bị áp tắc. Vì vậy ta lại tiếp tục mang cái nợ, do vì ta bị mất quá nhiều thời gian cho việc rượu chè, cho nên bế tắc lại càng nhiều hơn. Do đó các đấng mày râu khôn ngoan thì không dạy gì hành hạ cơ thể mình bằng cách là nạp vào nó tất cả những loại rượu và độc tố. Trừ khi nào ta hiểu rõ được những thứ này với một sự quyết tâm cao độ và thật sự là thương yêu vợ và con, ta sẽ có được cái quyết tâm để thoát ra khỏi nó. Rất là kính mong cô bình tĩnh hơn, kiên nhẫn hơn, bớt những cái mặc cảm về cái thân phận khổ đau trong gia cảnh của mình, để đủ sáng suốt và sự kiên nhẫn cần thiết khích lệ cho người chồng từ bỏ thói quen để tìm đến một cái thói quen mới là xây dựng hạnh phúc gia đình. Xin đi câu hỏi khác. Trong lúc chờ đợi một cô ở phía dưới đặt câu hỏi thì có câu hỏi ghi ra trên giấy. Câu hỏi như sau: để lý giải mọi sự việc và hiện tượng xảy ra trong cuộc sống, đạo Phật dựa vào lý duyên sinh và nhân quả, vốn là triết lý căn bản nhất của đạo Phật. Như vậy, đối với phong thủy thì đạo Phật đã quan niệm và có chấp nhận hay không? Nếu là Phật tử tin theo phong thủy thì có bị phạm giới cấm của đạo Phật hay không? Con biết được hầu hết các ngôi chùa được xây dựng đều coi qua phong thủy, và phần lớn các vị sư trụ trì đã phải làm các việc này. Xin giải đáp thắc mắc rằng việc đó có thích hợp hay không? Đây là một câu hỏi rất hay. Với thứ nhất của nó thể hiện được cái kiến thức rất vững về tinh thần và giáo nghĩa Phật đã dạy, đó là tin nhân quả thật là sâu và giải quyết mọi vấn đề trên nhân quả thông qua việc phân tích và ứng dụng duyên thuận hay là nghịch để giải quyết các vấn đề bao gồm các vấn nạn. Phong thủy trước nhất nên được hiểu như là nghệ thuật trang trí trong nhà ngoài giường, để mọi sự sắp đặt từ cảnh trí, màu sắc, bố cục dẫn đến cái tình trạng việc tiếp xúc của ta với nó hàng ngày hàng giờ tạo ra một cái cảm giác thoải mái, và do đó sức khỏe được gia tăng. Ví dụ đạo tràng Linh Phương này, hiểu nó như là một khách sạn, đúng với bản chất của nó không ai có thể phủ định. Hiểu nó như là một đạo tràng, vì tối thiểu ở lầu 5 phần trước có thờ Phật rất là trang nghiêm, có không gian và thỉnh mời các vị pháp sư đến đây chia sẻ. Tại sao nó lại có hai chức năng với hai danh xưng khách sạn kim đạo tràng, hay còn gọi là Linh Phương Tử? Tại vì chủ nhân của nó biết bố trí. Nếu không gian ở lầu 1, lầu 2 mà được sử dụng như thế này thì có lẽ là nó không thuận lợi. Vì nơi đó đó khách từ lầu 5, lầu 4, lầu 3 có thể đi xuống tiếp xúc, giao lưu, thì cái việc mà thanh tịnh của đạo tràng khó có thể diễn ra, và tất cả các khách đến đây ở cũng không có cảm giác là thoải mái, vì có cảm nhận rằng là mình đang ở trong một ngôi chùa. Nên tính cách riêng tư của việc ở khách sạn có thể bị mất hết. Như vậy là bố trí về cái tính chức năng của các phòng thông qua sử dụng tính tương thích của nó ở các tầng với các giá trị phụng sự và phục vụ cho chủ nhân của nó sẽ làm cho ngôi nhà này đạt được cái giá trị ta gặp gọi là phong thủy, ở ý nghĩa gọi là ứng dụng. Còn nghĩa gốc của chữ phong thủy, phong là gió, thủy là nước. Người Trung Hoa đó thì thường cắt phía trước là có ao nước, hồ sen để tạo ra cái phong cảnh mát, vì nước nó đưa vào trong nhà đó, khỏi phải sử dụng các loại quạt máy thì khỏi bị thấp khớp, đau nhức xương đối với những người già. Và cái sự vận chuyển không khí tự nhiên bên ngoài vào trong nhà sẽ làm cho sức khỏe của người ta được tốt hơn, đảm bảo hơn. Ai ở trong nhà mà đóng kín phòng ốc suốt ngày thì dễ dàng
bị giảm cái khả năng kháng thể của cơ thể, và do đó rất dễ dàng bị cảm cúm đau nhức, đi xa dễ dàng bị bạch lắm, dẫn đến tình trạng là biếng ăn hay là mất ngủ. Đó là chuyện rất là hiển nhiên. Còn